Chương 1 Chương 1.1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong giới thượng lưu thì thường là nối nghề từ đời này đến đời sau, gia đình giàu có thì mãi giàu có. Nhưng không chỉ có giàu thôi đâu mà còn có tài nữa, đúng là giống đời, cứ nghĩ con người được cái này mất cái kia, nhưng nhìn kỹ lại thì quả thật cũng không hẳn như thế. Gia đình họ thượng quan của người Trung Hoa thì không ai là không biết đến. Đã mười mấy đới cha truyền con nối, làm buôn bán lớn, công ty này công ty kia, nhưng cái chính của gia đình này là buôn bán bất động sản. Thời tổ tiên họ thượng quan đã là một thời lẫy lừng vì nhiều tiền và nhiều đất, nhưng thời đó họ thực sự chưa có nghĩ ra để mà để thêm ra gấp trăm lần số đó, cho đến đời thứ 15 của nhà họ thượng quan, là một người con cả của gia đình được tên gọi là thượng quan lưu, ông đã tự mình buôn bán và đầu tư vào những mảnh đất lớn nhất tại Đài Loan, Hồng Kông và cả Trung Quốc cho đến nay thì quả thật những mảnh đất mà ông có đã tăng lên đến chóng mặt và những mảnh đất đó được bán hay là được cho theo với. Những cái giá thật kinh khủng. Nhưng thực sự cái này tôi phải công nhận một điều là dân gian ta nói đúng, nhiều tiền thì nhiều vợ. Quả thật là như vậy, ông Thượng Lưu thực sự có tới 5 người vợ và không biết bao nhiêu là tình nhân nữa cả. Nhưng với cái tiền ông hàng ngày kiếm được cũng có thể nuôi nổi hẳn cả một làng, cả một xóm ăn no, mặt đẹp tiền tiêu không hết. Ông sống cùng với năm người vợ và con cháu trong một villa cổ điển kiểu Nhật thật phải nói là khủng khiếp. Kín cổng cao tường, có tới đến gần 100 người làm trong đó. Sống trong sự giàu sang và sung sướng, ông có tới 7 người con, ba trai và bốn gái, các con ông thì có tới ba người đi theo nghề của ông, còn lại thì tự làm những nghề mình yêu thích. Ba người đi theo ông là Thượng quan Ngư, Thượng Quang Nhiên và Thượng Quang Mai. Hai người con trai và một người con gái này đi theo nghề của ông, nhưng để người mà ông tin tưởng nhất chỉ có Thượng Quan Ngư, giống ông, đầu óc có khi còn hơn ông nên ông đã tuyên bố cho cả gia đình là sau này ông sẽ để lại gia tài cho Quan Ngư quan lý. Ông đã tuyên bố như thế thì không có ai có thể thay đổi được. Anh em trong gia đình cũng từ đó mà phải tuân theo. Khi Quan Ngư lên cầm quyền của gia đình thay bố thì cũng là lúc đứa con trai yêu quý của ông đi du học. Quan Ngư không giống cha mình ông chỉ có một người vợ mà ông gặp và đem lòng yêu cũng may là cha ông đồng ý ngay vì vợ ông cũng là một gia đình giàu có xinh đẹp lại còn được cái hiền lành ai trong gia đình cũng yêu thương bà và còn nhìn bà như một thiên thần không có cách bà sức khỏe không tốt nên chỉ dám đẻ một con cho người chồng yêu dấu của mình quan ngư biết vợ mình như thế ông cũng không đòi hỏi bà phải đẻ thêm cho ông nhiều con làm gỉ ông nói chỉ cần mình ở bên cạnh ta là ta rất mãn nguyện rồi ông rất yêu vợ và con lúc con trai ông còn bé gia đình thường xuyên đi đây đi đó hết nước này đến nước khác. Ông hay bỏ chút công việc của mình ra để dạy bảo cho thằng con trai quý tử của ông. Đêm nay thì người con trai đó phải đi học xa, ông cũng rất là lo lắng nhưng không muốn để lộ ra vẻ bên ngoài. Con ông ra nước ngoài sớm hơn với những lứa tuổi ra nước ngoài học. Anh lúc đó mới có 15 tuổi khi con trai ông đi ra nước ngoài thì ông cũng nghe được một tin rằng bố ông tìm được cháu chắc gì của con chị gái của bố ông, vì gia đình bố mẹ chết vì tai nạn xe nên để lại đứa bé cho bà nuôi, nhưng bà thì đã già và cũng không may mất đi, chị của Quang Lưu đã gửi một bức thư đến cho ông và nhờ ông nuôi dùng đứa trẻ xấu số này. Lần đầu tiên Quang Ngư và vợ ông gặp đứa bé là một đứa bé gái tầm khoảng 6. 7 tuổi vô cùng dễ thương và xinh đẹp, đôi mắt to và sáng ngời, lòng đen bao trùm con mắt long lanh của cô bé. Vợ của Quan Ngư đem lòng yêu mến cô bé và nhận lời với ông nội nuôi nấng nó. Quan Ngư biết vợ mình thích có con gái nên cũng không phản đối gì cả, thực sự ông cũng như bao người khác trong nhà này đều yêu quý cô bé. Cô bé lớn lên trong ngôi nhà rộng lớn và được mọi người yêu mến, vì cô bé quá đáng yêu, nhiều người còn tưởng cô bé là búp bê, tại vì sự hoàn mỹ của cô bé thật là tuyệt vời vợ của Quan Ngư đặc biệt là chiều chuộng cô bé, bà hay dẫn cô bé đi chơi, đi học như đứa con gái của mình, còn bé gái thì rất yêu quý bà hay nhìn bà bằng một ánh mắt sáng lọa và nhiều yêu mến. Mỗi lần bà nhìn thấy cô bé nhìn bà như thế bà cười và vẹo mũi cô bé rồi hỏi sao lại nhìn cô như thế, con vẫn là hả? Cô bé lập tức cúi đầu rồi lắc lắc. Bà cười hiền rồi bế cô bé lên, hôn lên má bụ bẩm trắng nõn của cô bé. Nhiều đêm cô bé hay khóc và gọi mẹ bà hay nằm cạnh cô bé an ủi và cất lên tiếng hát trong trẻo của mình mà ru cô bé ngủ. Cô bé được 10 tuổi thì nghe có con trai của cô ngư từ nước ngoài về thăm gia đình. Tuy cô sống trong gia đình nhưng mọi cái không được tham gia. Cô đi học ở một trường khác so với những đứa con, đứa cháu trong gia đình, những đứa bé trong gia đình này được đưa vào trường tư nổi tiếng có danh giá, nhưng cô bé thì học trường cũng tư nhân nhưng bình thường so với mấy người kia cô bé rất dễ gần, càng lớn lại càng đẹp. Vợ chồng nhà quan ngư cũng muốn cho cô vào trường nổi tiếng như mấy đứa cháu của mình, nhưng vì còn anh còn em nên thôi. Trong gia đình giàu có này thực sự là cũng có nhiều điều phức tạp về quyền thế anh em trong gia đình, chứ không phải không có. Thượng quan nhiên là người đứng sau quan ngư, tuy không tỏ vẻ ra mặt nhưng ông rất ganh tị với lại quan ngư và ông cũng rất hận bố ông về chuyện để cho quan ngư quản lý hết mọi chuyện trong và ngoài quan nhiên có hai người con một trai và một gái đứa con trai cả của ông tên là quan thư quân và đưa con gái tiểu thư chính hiệu thượng trì tuyết ông luôn ép thư quân phải học thật giỏi và muốn sau này lên cầm quyền gia đình này nhưng thư quân lại là người không thích và không nghe theo quan niệm của ông anh hay làm gì anh thích và không ai ngăn cản được Lần đầu tiên thư quân gặp được Thanh Thu thì lúc đó cô là một đứa trẻ 6 tuổi vừa mới bước vào thượng quan còn chưa biết một cái gì ngơ ngác với đôi mắt long lanh đẹp tuyệt vời và say đắm long người của mình. Còn anh thì là nghe được tin là Quan Văn Thiên con trai của Quan Ngư về chơi ai ai cũng mừng rỡ và muốn đón tiếp anh. Không khí náo nhiệt trong thượng quan làm cho Thanh Thu cũng mừng rỡ và hồi hộp theo, tuy chỉ có 10 tuổi nhưng cô bé muốn giúp mấy người giúp việc trong nhà chạy lan quang hỏi người này người kia xem cô bé có giúp được gì không bà ngư nhín thấy cô bé chạy như thế gọi cô bé lại và nói thanh thu à đừng chạy như thế được không chẳng may té ngã thì sao cô bé ông bà nũng nịu cô con muốn giúp mọi người mà con xin hứa con sẽ cẩn thận không để bị té đâu bà ngư vuốt tóc cô rồi cười hôm nay con trai cô về cô mừng lắm đã bốn năm rồi ta không được gặp nó ta nhớ đưa con trai bé bỏng của ta quá Thanh Thu thấy bà mặt buồn sầu liền hôn lên má bà một cái rồi nói: Cô ơi, cô đừng buồn, hôm nay anh Văn Thiên về rồi mà. Cô bé vừa nói vừa cười một nụ cười dễ thương với bà. Bà nhìn cô bé cũng cười và hôn lên má cô bé một cái. Cô yêu con Umua, cô bé cứ thế mà cười khúc khích, con cũng yêu cô. Quan Ngư từ đằng sau đi tới chỗ vợ mình và Thanh Thu ông bế cô bé lên rồi nói: ra Thanh Thu dạo này lớn ghê bác sợ vài năm nữa bác không bế nổi con mất rồi. Cô bé ôm ông, ông và nói ngây thơ, thì con sẽ bế bác. Ông Ngư cùng vợ cười vang lên, ông nói, con bé này, con làm sao mà bế nổi bác. Thanh Thu mặt nghẹt ra, ý cô bé không nói đùa, con sẽ ăn thật nhiều để rồi con bế được bác. Ông Ngư hạ cô bé xuống đất vẹo mũi cô bé rồi nói tiếp. Cháu có ăn nhiều thế nào cũng không bế nổi ta đâu, ta nặng lắm ha ha bà ngư ông cổ chồng rồi cũng nói thanh thu biết không đến cô cũng không bế nổi ông xã của cô làm sao mà con bế nổi đây ông ngư quay sang chỗ vợ mình hôn lên mặt bà một cái hai người ông nhau không muốn rời thanh thu thấy vậy nhắm mắt lại cô và bác đợi con đi ra ngoài đã chứ và thế là cô bé theo phản xạ lao ra ngoài chạy chạy về phía hành lang thì bỗng cô bé va phải một ai đó rmmm một cái ngã về đằng sau Cô bé ngã đau nhưng không khóc ngước lên nhìn người mình va phải, là một chàng trai thân hình cao lớn đứng hiên ngang liếc mắt xuống nhìn cô. Đằng sau chàng trai là mấy người nữa cùng đi theo họ nói chuyện với nhau bàn tiếng Anh thì phải, nhưng cô nghe không hiểu gì hết, cô bé mới học lớp 5 chỉ đang học bập bẹ tiếng Anh thôi. Chàng trai ngồi quỳ đầu gối xuống hỏi. Có làm sao không nhóc? Cô bé ngước mắt lên nhìn anh, hai mắt cô bé long lanh sáng ngời nhìn anh, ánh mắt cướp hồn của cô bé làm anh không hỏi gì thêm mà cứ nhìn cô bé mấy người đằng sau thấy thế liền đến gần và nói gì đó với anh anh đứng dậy thì thanh thu cũng lập tức đứng dậy theo thấy cô bé không sao anh lấy tay xoa đầu cô bé và nói lần sau đi đứng cẩn thận nhé đừng có chạy như vậy nữa cô bé cảm giác được sự ấm áp trong bàn tay đó lan xuống da đầu của mình anh rời đi để lại cô bé đứng đó hai tay đang túm lấy gấu váy của mình mà nhìn theo anh Cô để ý anh đi đến quan ngư liền lúng túng đi theo. Cô đứng ngoài cửa ngó đầu vào thì thấy cô ngư và bác trai đang ôm người thanh niên đó, cô thấy nước mắt của cô ngư đang đầm đìa rơi xuống. Cô đoán được rằng chắc hẳn đó là anh Văn Thiên. Cô bé thập thò ngoài cửa, bỗng dưng cô ngư nhìn thấy Thanh Thu cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô bé vào trong. Mọi người nhìn theo bà và thấy Thanh Thu chạy lại và ôm chặt bà ngư. Văn Thiên nhìn mẹ đang ông cô bé anh ngơ ngác hỏi, mẹ đây là Thanh Thu, cô bé mà mẹ nói cho con trên điện thoại đây à. Anh vừa nói vừa chỉ tay vào Thanh Thu đang ông bà ngư. Quan ngư đi đến bên anh và nói, đúng rồi đó, con bé dễ thương không? Văn Thiên cười và quỳ một bên gối xuân để ngang hàng với cô bé, anh đưa tay ra, ý vẽ định bắt tay, chào cô bé Thanh Thu, anh là Văn Thiên. Anh cười hiền và nhìn cô bé, anh thật là thánh thiện, vẻ mặt đẹp đẽ khôi ngô tuấn tú toán ra một vẻ đẹp hoàn mỹ và thân thiện thanh thu nhìn anh rồi cũng đưa bàn tay bé nhỏ của mình để bắt lấy bàn tay to lớn của anh anh nhìn thấy cô bé thật dễ thương đôi mắt cong lên và ông chậm lấy cô bé vào trong lòng mình thanh thu hoảng hốt trước sự bất ngờ này cô bé mở to mắt nhưng lại không kháng khự lại cái ông của anh cô để cho anh ông mình mùi hương trên người anh làm cho cô bé thấy dễ chịu và thoải mái một lúc sau anh buông cô bé ra và chêu thích anh ông thế sao thanh thu đỏ mặt lấy hai tay che mặt mình mà không nói anh nhìn thấy cô bé làm động tác đó thì mím môi rồi cười nhẹ anh cố gắng lấy tay của cô bé ra khỏi mặt và đột nhiên anh hôn nhẹ lên cái má mềm mại đến khó tả và mịn màng của cô bé thanh thu với đôi mắt đã to hiện tại còn to hơn nữa cô bé căng hết cỡ há mồm nhìn anh anh thấy thế bật lên cười thanh thu thấy vậy chạy đến chỗ cô ngư lao vào lòng cô mà xấu hổ cả ba người thấy hành động đáng yêu của cô bé cười rộ lên văn thiên à con đừng trêu thanh thu thế nếu không sau này hối hận đấy văn thiên nhíu mày không hiểu mẹ mình nói gì anh ngồi xuống ghế sồ và nói sao lại hối hận chứ con thấy bé nhóc dễ thương nên trêu thôi mà có sao đâu đúng không thanh thu anh nhìn về phía cô bé đang ông mẹ anh mà cười cười Thanh Thu không nói gì, hình như cô cũng không hiểu cho lắm vẫn tiếp tục trút vào lòng cô ngư. Văn Thiên nhìn cô bé một lúc rồi ngước lên nhìn mẹ anh, mẹ con có bạn gái rồi. Bà ngư hoảng hốt nhìn thằng con trai, ông ngư đang uống nước cũng ngừng uống luôn vì ho sặc sụa. Có bạn gái. Hai người họ cùng đồng thanh lên một tiếng. Anh thông thả uống nước rồi nói tiếp. Vâng, cô ấy cũng về đây. Nhưng hiện tại cô ấy đang ở nhà bố mẹ cô ấy con quen cô ấy ở trong trường, cô ấy cũng cùng đi du học ở bên Mỹ như con. Cô Ngư nói, thế sao không nói cho bố mẹ biết sớm chứ? Anh khu khu tay, bọn con mới quen nhau chưa được lâu lắm, nên con không kịp nói. Bố anh đứng dậy đi về phía anh, vỗ lên vai anh nhẹ nhẹ. Con có bạn gái lúc này thì bố không cấm, nhưng đừng lả lơ chuyện học hành là được rồi. Anh cười thánh thiện, tất nhiên rồi chết. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả